Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ nói cho bạn biết một cái lỗi, đó là trên cái dòng máy Toshiba thì hầu như Toshiba Hideco thì nó có điều như nhau hết. Một cái lỗi này là gọi là trùng hợp, gọi là giống nhau luôn đến 100%, và mình khẳng định 100% là chính xác. Nếu mà như mà các bạn gặp phải cái trường hợp này đó thì các bạn cứ làm theo ý như mình đảm bảo rằng các bạn là 100% không sai sót. Đây thì có một anh đó, trên YouTube hỏi là lúc anh photo hay là in á thì cái mặt một rất là đậm, nhưng mà cái mặt hai đó nó lại bị lợt, nó bị lợt hơn so với mặt một. Thì thì anh ấy có hỏi mình thì mình sẽ tư vấn luôn cho tất cả các bạn và tất cả anh em luôn. Trên dòng máy Ricoh hay là dòng máy Toshiba bất kỳ thì hai dòng máy đó, nếu như bọn gặp trúng cái trường hợp mạc 1 đậm, mạc 2 lợt thì mình khẳng định rằng các bạn là 100% beo hảo. Đó, mình khẳng định các bạn 100% beo hảo, không cứu chữa được. Cho dù các bạn có làm cách nào vệ sinh hay là làm chi thì không phải, 100% không được. Nên các bạn phải thay thế cái tuổi thọ của nó là hết rồi, thì nó không còn nữa rồi. Đó, thì mình khẳng định với các bạn là nên thay beo mới nhé, không có được tận dụng này nữa vì nó đã hết thời. Nếu như các bạn chỉ cần chạy một mạc thì các bạn không cần thay thế, còn nếu như các bạn đã chạy hơi mạc thì bắt buộc các bạn phải thay thế, chứ nếu không cái mạc hai của bạn rất là lợt. Có anh Trúc hả? Sao mai bưng xuống anh Tài hả? Đó thì thay thế.